Mình khá bất ngờ một điều ấy là khi mình đến đây ấy, thì cái dòng người đông hơn mình tưởng tượng nhá. Tầm chiều tối rồi nhưng mà mọi người đi ngắm lá vàng vẫn rất là đông đúc đây. Tầm tối đến ấy là hai hàng cây bắt đầu người ta mở điện sáng ấy rồi. Và cái số lượng người đến chụp ảnh ngắm lá vàng vẫn rất là đông đúc luôn. Và sau một hồi đi lượn khắp phố ấy, thì mình thấy cái quán này là quán thật lý nhất nhá. Quán này thì chuyên về đồ hải sản luôn. Người ta chế biến thành rất nhiều món khác nhau. Và đây chính là bữa ăn tối của mình đây. Mời tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người, hiện tại bây giờ đang là đầu tháng 12 ấy, thì mùa này bên Nhật đang là mùa lá vàng lá đỏ nhá. Ngày hôm nay mình muốn dẫn mọi người đi ngắm lá vàng tại một công viên rất nổi tiếng tại Tokyo. Đó chính là công viên Meiji Jingu Gaien nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà ga Akihabara của Tokyo. Thì ngay bây giờ mình sẽ bắt tàu và dẫn mọi người đi dạo cùng mình nhá. Ngày hôm nay mình đi thì nó vào một ngày cuối tuần. Tầm thời điểm này ấy, thì người Việt Nam, người nước ngoài rồi là người Nhật ấy, thì hầu như đa số mọi người đều đi chơi, đi dạo, đi ngắm lá vàng nhá. Và sau tổng cộng 15 phút di chuyển ấy, thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà ga Shinanomachi rồi. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đến công viên để đi ngắm lá vàng nhá. Lên các cái nhà ga lớn trên Tokyo ấy, dòng người mọi người thấy không? Lúc nào cũng đông đúc tấp nập. Cảm giác lúc nào cũng kiểu như lễ hội đấy. Thời điểm hiện tại ai đang ở gần Tokyo ấy, hoặc là đang ở Tokyo mà vẫn còn chưa đi ngắm lá vàng ấy, thì mọi người lên đến công viên này ngắm nhá. Năm 2021 ấy, thì mình cũng đã đến công viên này mình ngắm lần rồi. Shinanomachi Station. Thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tìm đến cái cung đường để đi ngắm lá vàng nhá. Đây là cái dòng người đi ngắm lá vàng mùa thu đây. Chuẩn ra bây giờ là sang mùa đông rồi ấy, trời rất là lạnh rồi. Năm ngoái là lần đầu tiên mình tới Tokyo ấy, thì mình đã đến công viên này. Mình đến đúng cái mùa lá vàng. Năm nay là năm thứ hai mình quay lại. Và những cái cây lá vàng này ấy, thì người ta gọi là cây rẻ quạt nhá. Mọi người nhìn thấy không? Cây lá của nó to cực kỳ luôn. Dẫn mọi người đi ngắm lá vàng một chút, rồi mình sẽ bắt tàu về phố đi dạo, ăn uống buổi tối nhá. Kể ra mà mình đi sớm sớm được chút ấy, thì có chút nắng nữa, nó đẹp hơn. Đi hơi mượn một chút rồi nhưng mà mình đã mất công đi rồi ấy, mình sẽ tiếp tục đi quay nhá. Mình khá bất ngờ một điều ấy là khi mình đến đây ấy, thì cái dòng người đông hơn mình tưởng tượng nhá. Tầm chiều tối rồi nhưng mà mọi người đi ngắm lá vàng vẫn rất là đông đúc đây. À, thời điểm hiện tại thì có lẽ lá vàng đang là cái lúc đẹp nhất nhá. Mình thấy là hầu hết các cây nó đã ngả hết sang màu vàng rồi. Đúng là tầm này mà có thêm chút nắng nữa thì phải gọi là tuyệt vời luôn này. Ủa, thực sự là dòng người đến nỗi nghẹt thở luôn này. Người ta bám kín một cung đường luôn. Mình thì mình cũng hơi tiếc một chút đấy, là ngày hôm nay mình đi muộn quá. Mặc dù là muộn, nắng cũng tắt rồi nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái độ đẹp của hàng cây nhá. Đến đây ngắm lá vàng, rồi là đi ngắm người nhá. Đi giữa hàng cây lá vàng này ấy, thì mình lại nhớ đến cái bài hát của Sơn Tùng nhá. Mùa thu lá vàng rơi, đông sang anh nhớ em. Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em nhá. Đấy, thực sự là cái hàng cây lá vàng đây mọi người thấy không? Mặc dù là chiều tối rồi nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Ngày hôm nay có một điều rất đặc biệt đấy, là hầu như tất cả mọi người đều bỏ khẩu trang ra để có thể là chụp được những bức ảnh đẹp nhất nhá. Mình thì mình đi một mình nên là mình sẽ không chụp ảnh. Đi có một mình thôi. Người ta đi ngắm lá vàng là để chụp ảnh, nhưng mà mình đi ngắm lá vàng là để quay video cho mọi người xem nhé. Và có một điều đặc biệt đấy là tầm tối đến, mặc dù là không còn ánh sáng nữa rồi, nhưng mà phía công viên đấy bắt đầu người ta sẽ bật điện lên nhé, bật đèn lên. Và đến tầm tối thì mọi người cũng có thể đến đây, mọi người chụp ảnh, mọi người quay video luôn. Chụp ảnh, quay video ban ngày ấy, nó là một cảnh sắc, một màu sắc khác nhau. Nhưng mà buổi tối ấy, thì nhìn cảm giác nó có ánh đèn, nó lung linh hơn nhá. Nhưng mà theo mình thấy ấy, thì ban ngày có thêm một chút nắng nữa thì nó vẫn sẽ đẹp hơn nhá. Cây giả quạt.
Bạn nào mà thích đi ngắm trai xinh gái đẹp trên Tokyo ấy thì hôm nay đến trên đây là đúng bài rồi. Vừa ngắm lá đỏ, vừa ngắm được trai xinh gái đẹp luôn. Ảo thật đấy mọi người ạ, mình đến đây mình thấy nữ nhiều hơn nam nhá. Nam nữ đều có nhưng mình thấy các bạn nữ nhiều hơn. Bởi vì là các bạn nữ đến đây là bạn nào cũng mặc váy nhìn rất là nổi trội. Đi nhặt lá vàng mọi người ạ, lá vàng nhá. Lá nó không đều nhau, cứ lá to lá nhỏ này. Tầm tối đến đấy là hai hàng cây bắt đầu người ta mở điện sáng rồi. Và cái số lượng người đến chụp ảnh ngắm lá vàng vẫn rất là đông đúc luôn. Mỗi một mùa bên Nhật ấy thì mình đều cảm nhận được một cái độ đẹp riêng nhá. Xuân hạ thu đông. Không chỉ là ở dưới đường ấy mà mọi người đi hai bên vỉa hè đây, dòng người cũng rất là đông. Thời điểm hiện tại ấy, thì mình đang về cái điểm mà xuất phát ban đầu từ lúc chiều mình đến rồi. Mình sẽ quay lên cao cho mọi người xem nhá. Hai hàng cây là sáng trưng hết rồi. Và cái số lượng người đây, mình cũng không biết là cái số lượng người ở cái công viên này là khoảng bao nhiêu nghìn người, bao nhiêu người nữa. Bởi vì nó rất là lớn luôn, lượng người cứ ra vào liên tục. Đường xá xe cộ đông đúc tấp nập đây. Bây giờ mình đang về nhà ga, mình bắt tàu về Akihabara nhá. Để mình đến được công viên này ấy, thì mình phải đi từ nhà ga của mình đến nhà ga Akihabara, sau đó mình đổi tuyến mình mới sang cái bên đây nhá. Giờ mình lại bắt ngược về. Thực sự là tầm chiều tối này rất là đói rồi. Đây cũng là lần thứ hai mình đến cái nhà ga này nên là mình cũng không biết là xung quanh cái khu vực này thì có những cái gì nhá. Vào phía bên trong nhà ga đây thì cũng có rất nhiều các cái quán ăn, rồi là khu trung tâm để cho mọi người mua sắm nhá. Và sau một chuyến tàu 15 phút ấy, thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà ga Akihabara nhá. Ở bên Nhật đấy thì khi mọi người đi có thang máy ấy thì ai mà muốn đi nhanh ấy thì mọi người đi về phía bên phải nhá. Còn đâu là mọi người phải đứng nép vào phía bên trái để cho những cái người người ta muốn đi bộ, người ta muốn đi nhanh ấy để người ta đi nhá. Phía bên trong nhà ga Akihabara đây thì có rất nhiều các cái cửa hàng, các cái quán ăn nhá. Đây là quán Takoyaki này, bạch tuộc nướng. Phía đằng trước thì có quán bánh mì và quán kem nhá. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu phố Akihabara. Akihabara được mệnh danh là một khu phố điện tử rất nổi tiếng tại Tokyo. Mọi người có thể thấy này, hầu như các cái tòa nhà ở trong khu phố này người ta đều treo ảnh các cái nhân vật hoạt hình nhá, các cái biển quảng cáo. Bởi khu phố này cũng là một khu phố người ta bán rất nhiều các loại mô hình hoạt hình, rồi là các loại băng đĩa truyện tranh. Bởi vì mọi người biết là Nhật Bản rất nổi tiếng với những cuốn truyện tranh manga, rồi là những thước phim anime nhá.
trong khu phố Akihabara đây ấy, thì có rất nhiều các cái quán cà phê hầu gái. Và tầm chiều tối này, nếu mọi người đi ra ngoài đường ấy, thì mọi người sẽ gặp những em gái mặc váy ngắn và đứng vẫy chào khách nhé, mời khách vào uống cà phê để trò chuyện cùng. Đây là một cái quán đồ ăn nhẹ, bít tết, rồi là bánh mì các kiểu nhá, bánh sinh nhật đây. Bên đây là một cái cửa hàng bán băng đĩa nhá. Một điều đặc biệt đấy là bên trong cửa hàng này thì bán băng đĩa hoạt hình này, băng đĩa 18 cộng, rồi là rất nhiều những cái băng đĩa khác nhá. Nói về Nhật Bản đấy, đặc biệt ở khu phố này thì có rất nhiều các cái cửa hàng bán băng 18 cộng. Mọi người có biết đấy, là cái ngành JV ở bên Nhật thì nó rất là phổ biến rồi. Mình đang trên đường đi tìm một cái quán ăn nhá. Đây, trên Tokyo đây, hệ thống đường ray nhà ga là bắc qua các cái tòa nhà ấy luôn, đâm thẳng vào trong nhà ga nhá. Mình đang đi tìm một cái quán ăn nhá. Một điều nữa ấy, là mọi người lên trên Tokyo đây, ở những cái tòa nhà cao tầng ấy là hay có những cái màn hình LED này, người ta chạy những quảng cáo đồ ăn rồi là phim hoạt hình nhá. Cà phê hầu gái hay người ta thường gọi là maid cà phê nhá. Vào uống cà phê là có những em gái Nhật ngồi ăn uống nói chuyện cùng. Và khi mọi người uống cà phê xong ấy thì mọi người phải trả phí dịch vụ cho mấy em gái nhá. Tiền cà phê riêng, tiền các em gái nói chuyện riêng. Bụng mình đang sôi sùng sục rồi mà mình vẫn chưa thể tìm được một cái quán ăn nhá. Trên khu phố này ấy, thì các cái cửa hàng bán điện thoại máy tính ấy là người ta trưng bày ra phía bên ngoài luôn. Không hề có người trông coi mọi người nhá, không có bảo vệ. Bởi vì bên Nhật đây thì người ta ý thức khá là tốt về mấy vấn đề ở đây, mà ăn trộm ở đây là cũng chết dở đấy, ăn trộm ở đây là bị cảnh sát tóm đấy. Nên là về cái việc mất đồ rất là khó luôn. Đây là máy chơi game này, máy tính, tivi là người ta để cả luôn ngoài nhá. Bên cạnh đây là một cửa hàng chuyên về điện thoại, rồi là đồng hồ thông minh nhá. Đằng sau kia chính là nhà ga Akihabara. Và ngay ở phía trước mà mình đang quay kia, mình đã nhìn thấy rất nhiều các cái quán ăn rồi. Mình cũng không biết là các quán ăn này bán những cái đồ gì, mình sẽ tiến đến gần nhé. Các cái biển bảng đồ ăn người ta đã để sẵn ở ngoài đây rồi, mình chỉ cần nhìn món ăn mình chọn thôi. Đồ ăn thì chuyên về hải sản nhé, các loại cá này, trứng cá, rồi là lươn nhé. Trong quán này có cơm lươn, có cả đồ nướng luôn này, hải sản nướng, tôm, cua, cá, mực, rất là nhiều. Ở phía đằng trước mình đang quay cho mọi người xem có một cái quán nhậu rất đặc biệt nhá. Quán nhậu này thì chỉ có bàn thôi, không có ghế. Là tất cả mọi người đến ăn nhậu, uống bia uống rượu ấy, là mọi người sẽ phải đứng nhá. Ăn một tiếng thì đứng một tiếng, mà ăn hai tiếng thì đứng hai tiếng, mà ăn nhiều tiếng thì đứng nhiều tiếng nhá. Lần đầu tiên mình thấy luôn, sang bên Nhật 5 năm rồi, một cái phong cách cũng khá là lạ. Và sau một hồi đi lượn khắp phố ấy, thì mình thấy cái quán này là quán thần bí nhất nhá. Quán này thì chuyên về đồ hải sản luôn, hải sản nướng rồi là ramen hải sản, thì mình sẽ vào bên trong quán này ăn nhá. Menu của quán thì nhiều lắm, rất nhiều đồ ăn khác nhau này. Và ngay ở phía trước cửa ra vào ấy, người ta cũng có để một quyển menu nhỏ nhỏ đây, mình có thể chọn đồ ăn ở đây nhá. Đồ ăn giá cả tên đầy đủ rồi. Các cái món đồ nhậu, rồi là các cái món để mọi người ăn bữa trưa bữa tối đầy đủ cả luôn nhá. Thì bên trong cửa hàng ấy, người ta có nguyên một cái gian hải sản đây. Nhưng ai mà muốn ăn hải sản nướng ấy thì người ta sẽ vớt trực tiếp ở đây nhá. Có ngao, xoài ốc hến, bên trên có cá luôn này. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhá.
thì tất cả mọi người vào bên trong quán ăn ấy thì mọi người sẽ đều quét mã vạch nhé. Khi mọi người quét mã vạch ấy thì sẽ vào trực tiếp trang web của cái quán này và mọi người sẽ có thể là order đồ ăn trực tiếp trên trang web trên ứng dụng luôn. Cái quán này một điều đặc biệt đấy là người ta không có đặt đồ ăn bằng mồm nhá, mình sẽ đặt đồ ăn trực tiếp trên điện thoại. Thì vừa mình cũng có quay cho mọi người xem ấy, thì đồ ăn tất cả mọi thứ ấy, giá cả, tên đồ ăn, hình ảnh ấy là ở trên màn hình rồi. Mọi người có thể nhìn hình ảnh trực tiếp từ cái menu này hoặc là mọi người sẽ chọn ở bên trong phần mềm nhá. Đây chỉ là một cái hình để cho mọi người tham khảo thôi, còn chọn món ăn thì sẽ vào trực tiếp trang web để chọn. Đồ ăn thực sự là rất bắt mắt luôn, đồ ngon. Vừa mình cũng đặt tổng cộng là 2 suất rồi. Một suất mì hải sản đây. Vừa mình đặt một suất mì hải sản và một suất cơm chiên nhá. Cái quán ăn mình vào đây ấy cũng là một cái quán ăn truyền thống nhá, cũng từ rất lâu đời rồi. Đây. Nhân viên người ta mang cho mình lốt suất này đây. Đây là suất ramen hải sản nhá. Hầu như là tất cả các cái quán ăn bên Nhật đấy, từ trước giờ mình đi ăn đấy là mình order trong hình như nào ấy thì khi mình nhận được thì nó y hệt như vậy nhá. Cái quán này thì về cái suất cơm chiên thì khác đĩa này. Đây là bát, nhưng mà đây là đĩa nhá. Đây là bát ramen mình đặt trong hình. Và đây chính là bát ramen thực tế nhá. Bát ramen trị giá là 799 yên và suất cơm chiên trị giá là 699 yên. Đấy. Đây là những con ngao này, bên trên là rong biển sai mình ạ. Sợi mì nó rất là nhỏ luôn. Cảm giác nhìn cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Mình sẽ ăn thử xem vị ngon không nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn thử con ngao nào. Ngao mình không biết là ngao tươi sống hay sao ấy, ăn cái thịt của nó rất là ngọt luôn. Và bát canh hải sản ngao này ấy, thì cái nước này cũng là cái nước dùng của ngao nhé. Người ta luộc ngao lên, xong người ta lấy cái nước này, người ta pha làm mì tôm luôn nhé. Nước rất là ngọt. Thực ra thì mình nhìn thấy nạ nạ thì mình ăn thử thôi. Còn nói chuẩn ra là cái món này nó không ngon nhé. Cũng không ngon mấy. So với các suất ramen khác thì món này không ngon. Tiếp theo mình sẽ thử cái món cơm chiên quán này nhá. Cơm chiên quán này chỉ có trứng với cơm thôi, rắc thêm ít hành lá bên trên nhá, không có thịt băm. Cơm chiên thì người ta cho nhiều dầu, ăn rất là ngậy, nhưng mà vị thì nó hơi nhạt một chút. Cái món trứng này người ta chiên khá là mềm nhá, kiểu người ta chiên cơm xong ấy là người ta đổ trứng vào, người ta ngoái về phát là người ta đổ ra đĩa luôn. Ăn cũng thơm thơm ngậy ngậy nhưng mà ăn vị hơi nhạt nhá, so với mình là hơi nhạt. Mình thì mình không biết là các món ăn khác như nào ấy, nhưng mà về hai cái món này ấy thì nó chuẩn ra vào ăn quả chuẩn là ăn cho đỡ đói thôi. Còn về độ ngon thì mình cũng không thấy ngon cho lắm nhá. Được cái đàng ngao rất là ngọt. Cái vị ramen nước ngao này ăn cũng khá là nạ. Cảm giác như kiểu mình đang ăn canh nấu ngao đấy. Cảm giác là vị nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Đặc biệt là các cái quán ăn ở trên Tokyo này ấy, thì ở những khu phố lớn này hàng ngày thu hút được rất nhiều khách nhé. Nhất là những tầm chiều tối này, người dân Nhật từ nơi khác ra đến hoặc là người nước ngoài đến du lịch ấy, mọi người sẽ vào quán ăn đông lắm. Mà cái quán này nó có khoảng độ là 2-3 tầng gì đấy, bên trên tầng Oen nhé. Bởi vì là trong quán này họ không cho quay ấy, nên là vào bên trong quán mình cũng không quay được gì cả. Bởi vì kiểu người ta cũng sợ làm phiền đến khách xung quanh ấy, người ta cũng dặn mình rồi. Và người ta cũng có ghi cái biển ở ngoài ấy, là được phép quay nhưng mà không được quay những người xung quanh nhá, chỉ quay mình thôi. Nên là không gian trong quán thế nào mình cũng không quay được. Và đây chính là số tiền cho bữa ăn tối của mình nhá, hết 1.648 yên trên 2 món đồ ăn. Và phía đằng trước mình đang quay kia chính là nhà ga Akihabara nhá. Bây giờ mình lại về nhà ga bắt tàu để về thôi. Hôm nay tiếc cái là mình lên hơi muộn nhá, đi hơi muộn, ngắm lá vàng thì cũng tầm tối rồi. Ăn uống xong là giờ muộn rồi, giờ mình phải về thôi. Bây giờ thì cũng tối rồi, mình cũng phải về đây. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết
video clip này. Nếu mọi người thấy video clip thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình một lượt like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thừa Bế Động của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.